Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thảo luận cho ý kiến về các nội dung quan trọng cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Các cấp ủy tổ chức đảng, chính quyền huyện Nho Quan luôn quan tâm chăm lo đến công tác cán bộ, trong đó có đội ngũ cán bộ công chức cấp xã. Ninh Bình được du khách bình chọn vào top 10 trải nghiệm cuốn hút nhất năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thảo luận cho ý kiến về các nội dung quan trọng cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Dự hội nghị có đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, đại biểu một số ban xây dựng Đảng của Trung ương và lãnh đạo một số sở ban ngành có liên quan. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024 và thống nhất trong bối cảnh có nhiều thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cấp các ngành đã bám sát thực tiễn, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả và chủ động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ. Công tác quy hoạch được quan tâm đẩy mạnh, kịp thời công khai triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời tổ chức thành công hội nghị công bố quy hoạch. Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP 6 tháng đạt 8,19%, xếp thứ 12 trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước và xếp thứ 6 trên 11 tỉnh thành phố vùng đồng bằng sông Hồng. Sản xuất công nghiệp phục hồi và đạt mức tăng trưởng khá. Sản xuất nông nghiệp được mùa, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục đạt kết quả rất tích cực. Hoạt động thương mại và dịch vụ tiếp tục diễn ra sôi động và đạt mức tăng trưởng cao, đặc biệt là dịch vụ du lịch. Văn hóa xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng lên. Tổ chức tốt các sự kiện văn hóa chính trị, hội thảo quan trọng mang tầm quốc gia quốc tế. Các giá trị bản sắc văn hóa độc đáo được quảng bá lan tỏa toàn cầu, từng bước chuyển hóa thành nguồn lực nội sinh, thúc đẩy phát triển. Công tác xúc tiến đầu tư tiếp tục được quan tâm, hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh mở rộng. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng tiêu cực được tập trung chỉ đạo và có chuyển biến tích cực. Quốc phòng quân sự địa phương được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng chính quyền được triển khai đồng bộ toàn diện hiệu quả. Hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh. Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp các ngành lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm quan trọng liên quan đến định hướng phát triển của tỉnh, chỉ đạo xây dựng và ban hành nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, tập trung cao cho việc quán triệt triển khai thực hiện chỉ thị số 35 ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, chủ động triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh, tiến hành rà soát, thực hiện và hoàn thành các nội dung theo chương trình công tác toàn khóa, các mục tiêu chỉ tiêu đã đề ra, nhất là các chỉ tiêu đã được hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 22 thống nhất điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Phấn đấu tăng trưởng GRDP năm 2024 hoàn thành vượt mức kế hoạch, đạt từ 8% trở lên. Tổ chức thực hiện quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đảm bảo tiến độ, hiệu quả, đúng quy định, tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo kế hoạch. Đối với các báo cáo kết quả kiểm tra giám sát và dự thảo thông báo kết luận kiểm tra giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, về công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện kết luận số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống,
biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đoàn kiểm tra giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiên cứu tiếp thu hoàn thiện nội dung các thông báo trình Thường trực Tỉnh ủy ký ban hành để nghiêm túc tổ chức thực hiện. Yêu cầu các cấp ủy Đảng, tập thể cá nhân được kiểm tra giám sát chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các kiến nghị sau kiểm tra giám sát, xây dựng kế hoạch cụ thể để khắc phục những khuyết điểm, hạn chế và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện kết luận số 94 ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân. Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện chỉ thị số 42 ngày 25 tháng 8 năm 2004 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện dự thảo, trình Thường trực Tỉnh ủy ký ban hành để báo cáo Ban Tuyên giáo Trung ương và tập trung tổ chức thực hiện. Trong chương trình hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng cho ý kiến vào dự thảo văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2023 của Tỉnh ủy. Dự thảo báo cáo các công việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giải quyết từ sau hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đến hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 21. Các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 22. Thảo luận và thống nhất các nội dung về công tác thi đua khen thưởng và công tác tổ chức cán bộ. Chiều nay, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 và trao giải cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông tỉnh Ninh Bình lần thứ 2. Tới dự có đồng chí Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, cùng dự có lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội. 6 tháng đầu năm, hoạt động của hội và phong trào nông dân trong tỉnh tiếp tục duy trì và có bước phát triển mới. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm, các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng. Từ đầu năm đến nay, các cấp hội đã phối hợp với các ngành mở 900 buổi chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho trên 46.000 lượt hội viên, cung ứng gần 480 tấn phân bón theo phương thức chậm trả. Các hoạt động hỗ trợ vốn tiếp tục được duy trì, đã giải ngân trên 17 tỷ đồng từ Quỹ Hỗ trợ Nông dân cho 34 dự án ở các huyện, thành phố. Xây dựng thành công 139 mô hình sản xuất theo hướng an toàn sinh học, sản xuất hàng hóa, qua đó đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương sản xuất kinh doanh giỏi. Hỗ trợ 16 điểm bán hàng thân thiện với môi trường, xây dựng 28 mô hình chế biến tiêu thụ nông sản an toàn. Bên cạnh đó, đã thành lập mới được 3 cửa hàng nông sản an toàn, nâng tổng số cửa hàng nông sản an toàn trong toàn tỉnh lên 38. Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến, bổ sung, làm rõ những kết quả đã đạt được, đồng thời thảo luận đề ra nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm. Trong đó tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy hội nông dân các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất. Chú trọng hoạt động tư vấn, hướng dẫn xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm, hỗ trợ quảng bá tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, hỗ trợ nông dân khởi nghiệp sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân, nhất là trong công tác dạy nghề và giới thiệu việc làm cho nông dân. Dịp này, Hội Nông dân tỉnh đã trao 1 giải nhì, 1 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các cá nhân đạt kết quả cao trong cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông tỉnh Ninh Bình lần thứ 2. Ban chỉ huy quân sự các huyện Gia Viễn, Hoa Lư và thành phố Ninh Bình vừa tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan một bên một cấp trên bản đồ năm 2024. Đại tá Đinh Công Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh dự chỉ đạo diễn tập tại Ban chỉ huy quân sự huyện Gia Viễn. Cuộc diễn tập với đề mục lực lượng vũ trang các huyện, thành phố thực hiện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ được chia làm 3 giai đoạn gồm chuyển lực lượng vũ trang huyện vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ trên bản đồ. Quá trình diễn tập trên từng vai diễn, chỉ huy và khung tập nắm chắc trình tự, nguyên tắc tác chiến, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, chỉ huy đơn vị đề ra các biện pháp chỉ đạo, điều hành xử trí kịp thời, sát với đối tượng tác chiến và tình hình thực tế chiến đấu. Điều chỉnh quyết tâm tác chiến phòng thủ, tổ chức hiệp đồng tác chiến, đảm bảo chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. Đối với các đồng chí chủ trì, nắm chắc nội dung chỉnh tự, có phương pháp diễn đạt tốt, duy trì điều hành từng cuộc họp, vấn đề huấn luyện, thể hiện rõ được vai trò của người chỉ huy, tiến hành các biện pháp chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu sát với tình hình thực tiễn của đơn vị.
thông qua diễn tập nhằm củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy điều hành và vai trò tham mưu hiệp đồng của các cơ quan đơn vị, đồng thời bổ sung hoàn thiện các văn kiện tác chiến và rút ra những bài học kinh nghiệm làm cơ sở cho nghiên cứu, tiếp tục cụ thể hóa đường lối quân sự của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự và giải quyết các tình huống cụ thể ở địa phương. Chiều nay, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề về kiến thức, kỹ năng công tác phòng cháy chữa cháy, sử dụng an toàn tiết kiệm điện, dự hội nghị của lãnh đạo cán bộ công chức, người lao động, các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, công đoàn viên chức tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh thông tin nhanh về tình hình cháy nổ trong cả nước và trên địa bàn tỉnh 5 tháng đầu năm, những kiến thức cơ bản về cháy nổ, cứu nạn cứu hộ trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, một số kỹ năng, phương pháp thoát nạn khi có tai nạn, sự cố xảy ra, hướng dẫn sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ, dập tắt đám cháy. Nghe đại diện Phòng Năng lượng Sở Công Thương truyền đạt chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh và văn bản của Sở Công Thương về sử dụng an toàn tiết kiệm điện. Cũng tại hội nghị đã công bố quyết định về kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng cháy chữa cháy và Đội Phòng cháy chữa cháy tại trụ sở tỉnh ủy. Để thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, sử dụng an toàn tiết kiệm điện, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy đề nghị người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm về bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong phạm vi lãnh đạo quản lý, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, sử dụng điện an toàn tiết kiệm cho cán bộ công chức người lao động trong cơ quan đơn vị. Triển khai kịp thời công tác phòng cháy chữa cháy, nhất là các phương án để sẵn sàng xử lý, các kỹ năng thoát nạn khi có cháy nổ xảy ra. Thường xuyên tổ chức kiểm tra giám sát việc chấp hành quy định phòng cháy chữa cháy ở tất cả các cơ quan đơn vị, chủ động phối hợp giữa các cơ quan đơn vị với Ban Chỉ huy Đội Phòng cháy chữa cháy tại trụ sở tỉnh ủy, sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống cháy nổ xảy ra. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân huyện Yên Khánh khóa 15 nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 19, tới sự có các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện, lãnh đạo huyện Yên Khánh. 6 tháng đầu năm 2024, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo chỉ đạo tập trung có trọng tâm, trọng điểm của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, sự quyết tâm nỗ lực của các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế, của cán bộ và các tầng lớp nhân dân, toàn huyện đã đạt được những kết quả tích cực và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Sản xuất nông nghiệp được mùa, sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ duy trì tốc độ tăng trưởng, đạt hơn 9,6 ngàn tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Công tác quản lý đầu tư xây dựng, đất đai, môi trường, giải phóng mặt bằng tiếp tục được tăng cường. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo. Xây dựng chính quyền, quản lý nhà nước, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được chú trọng. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Trong 6 tháng đầu năm, đã huy động được hơn 135 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đến nay, toàn huyện đã có 186 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Bộ mặt nông thôn thay đổi rõ nét, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày một nâng lên. Với những kết quả đạt được, huyện Yên Khánh đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân huyện sẽ nghiên cứu, thảo luận các báo cáo, tờ trình, chất vấn và trả lời chất vấn, thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, đồng thời xem xét thông qua các nghị quyết quan trọng phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Sáng nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tuyên truyền tháng 6, định hướng công tác tuyên truyền tháng 7. Các đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá, trong tháng 6, bám sát tình hình thực tiễn và nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan báo chí trong tỉnh, cơ quan thông tấn, thường trú trên địa bàn tỉnh đã tập trung tuyên truyền, phản ánh toàn diện các nhiệm vụ chính trị, các chuyến thăm, làm việc của các đồng chí lãnh đạo trung ương tại tỉnh. Đặc biệt, nhiều vấn đề, sự kiện, nhiệm vụ chính trị quan trọng được triển khai tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm và đạt hiệu quả cao. Như hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, kỳ họp thứ 21 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15, Đại hội Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Thanh niên nhiệm kỳ 2024-2029, Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2024, Sắc vàng Tam Cốc Tràng An, Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024,
kỷ niệm 70 năm giải phóng thành phố Ninh Bình, kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Về định hướng tuyên truyền tháng 7, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị các đơn vị tiếp tục tập trung tuyên truyền kết quả hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, công tác chuẩn bị, kết quả kỳ họp thứ 22 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15. Tuyên truyền việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh theo kế hoạch. Đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện ngày kỷ niệm trong tháng, đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 65 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình, kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng, 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, các hội thảo khoa học được tổ chức tại tỉnh, tuyên truyền việc tham gia xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội các cấp năm 2024. Nền tảng hướng dẫn du lịch TripAdvisor vừa công bố danh sách hạng mục tốt nhất trong số những điều nên làm nhất do du khách bình chọn năm 2024. Ninh Bình được du khách bình chọn vào top 10 trải nghiệm cuốn hút nhất năm 2024. Điểm đến với tour nổi bật du lịch Ninh Bình trong ngày từ Hà Nội đã được du khách bình chọn vào vị trí thứ 9 với 3.630 đánh giá của du khách. Tour nổi bật du lịch Ninh Bình trong ngày từ Hà Nội được TripAdvisor khen ngợi như sau: thay đổi sự hối hả nhộn nhịp của thủ đô Hà Nội của Việt Nam để có một ngày đắm mình trong vẻ đẹp của tự nhiên qua tour phiêu lưu rất ý nghĩa này. Qua đó, du khách được trải nghiệm đi bộ đường dài, đạp xe ngắm cảnh các thôn làng đẹp như tranh vẽ, cùng nhiều cơ hội chụp ảnh các danh lam thắng cảnh. Tour nổi bật du lịch Ninh Bình trong ngày từ Hà Nội đồng thời cũng mang đến cho du khách sự kết hợp các hoạt động thể chất rất hấp dẫn. Cùng với Ninh Bình, Vịnh Hạ Long, Sapa, hai khách sạn ở Hội An và Hà Nội được TripAdvisor vinh danh tốt nhất trong tốt nhất. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Trong những năm qua, các cấp ủy tổ chức đảng, chính quyền trên địa bàn huyện Nho Quan luôn quan tâm chăm lo đến công tác cán bộ, trong đó có đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, bởi đây là những người trực tiếp đưa đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với người dân để tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả. Xã Gia Lâm hiện có 18 cán bộ công chức, trong đó 3 người đạt trình độ thạc sĩ, 13 người có trình độ đại học, gần 80% cán bộ công chức có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Để đạt được kết quả này, bên cạnh công tác tuyển dụng đầu vào theo tiêu chuẩn quy định, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền cử đi đào tạo bồi dưỡng các lớp phù hợp với chức danh, vị trí việc làm, thì mỗi người đã thường xuyên tự học, tự rèn luyện để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu công tác. Qua quá trình hàng năm công tác thì chúng tôi cũng đánh giá cái trình độ năng lực của từng cán bộ, và cũng hàng năm chúng tôi ngay từ đầu năm cũng đã xây dựng các kế hoạch cho đi đào tạo bồi dưỡng các cái chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng được với cái yêu cầu của nhiệm vụ hiện tại, đặc biệt là cái bộ phận một cửa thì phải đáp ứng được cái đòi hỏi yêu cầu là giải quyết cái thủ tục hành chính theo cái một cửa liên thông và theo cái chính quyền điện tử, thì chính quyền số. Trên có các lớp bồi dưỡng về kiến thức thì chúng tôi đã sắp xếp công việc báo cáo lãnh đạo để có thời gian nhất định để tham gia đầy đủ thời gian để học tập các lớp chuyên sâu về công tác chuyên môn bổ trợ cho cái vấn đề mình công việc làm thường xuyên hàng ngày, thì đã tham gia đầy đủ và học tập về để có cái kiến thức nhất định để tham mưu với lãnh đạo làm tốt công tác quản lý đất đai trên địa bàn. Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, trong những năm qua, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đã lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ tất cả các khâu từ công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đến đánh giá, sắp xếp, bố trí sử dụng, chú trọng đến cán bộ nữ, cán bộ trẻ và cán bộ là người dân tộc thiểu số. Đến nay trong số 519 cán bộ công chức cấp xã toàn huyện thì có 93 người dân tộc thiểu số. Chúng tôi là người đứng đầu cơ quan thì là người phải đi đầu nêu gương trên tất cả các cái mặt công tác đấy, từ triển khai nhiệm vụ cho đến chỉ đạo trên các cái lĩnh vực của công chức đấy. Ở đây thì qua cái việc triển khai thực hiện đấy thì chúng tôi cũng thấy là cái chất lượng công tác đấy và cái hiệu quả công việc của đội ngũ cán bộ công chức là đã nâng lên rõ rệt. Từ trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã trong học tập và công tác đã có tác dụng cổ vũ, động viên, khích lệ cán bộ công chức nói theo, góp phần giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.
Tôi là người dân ở xã Gia Thịnh, huyện Yên Viễn. Hôm nay tôi lên xã Gia Tường làm một số giấy tờ về xin về đất đai, nhưng mà hôm nay lên đây gặp các anh cán bộ ở trên xã Gia Tường này thì thấy các anh làm việc rất là nhiệt tình và làm việc rất là nhanh chóng để người dân không phải chờ đợi lâu. Và cũng là rất là cảm ơn các anh đã làm thủ tục giấy tờ nhanh gọn cho người dân chúng tôi. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ công chức cấp xã trên địa bàn huyện Nho Quan đã và đang minh chứng, khẳng định trong thực tiễn với những kết quả cụ thể, góp phần quan trọng hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kim Sơn vừa tổ chức khánh thành nhà tình nghĩa cho gia đình bệnh binh ở xã Đồng Hướng. Thuộc diện hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trong nhiều năm nay, gia đình ông Trần Thanh Bình sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp. Nhiều hạng mục hư hỏng, rột nát mà không có điều kiện sửa chữa xây mới. Trước thực trạng đó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kim Sơn cùng Ban Chỉ đạo phối hợp vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc huyện đã tiến hành xây dựng nhà tình nghĩa tặng gia đình. Với diện tích gần 80 m², tổng kinh phí khoảng 400 triệu đồng. Trong đó, Bộ Quốc phòng hỗ trợ 80 triệu đồng. Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu 50 triệu đồng. Quỹ đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội huyện 5 triệu đồng. Còn lại là từ sự ủng hộ giúp đỡ của địa phương và nguồn kinh phí của gia đình. Nhiều năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kim Sơn đã phối hợp cùng các tập thể cá nhân làm tốt công tác chăm lo cho các đối tượng người có công với cách mạng. Chỉ tính từ đầu năm 2023 đến nay, đã có 7 ngôi nhà tình nghĩa được xây mới và sửa chữa, qua đó góp phần động viên các gia đình khắc phục khó khăn, ổn định và vươn lên trong cuộc sống. Thời gian qua, Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh luôn quan tâm đẩy mạnh truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về chức năng nhiệm vụ của ngành công tác xã hội trong việc trợ giúp các đối tượng yếu thế. Đây là một buổi tuyên truyền cho bí thư chi bộ, trưởng thôn, xóm, các đoàn thể của 5 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Mô, với nội dung khái quát về nghề công tác xã hội, nhiệm vụ, vai trò, vị trí của công tác xã hội, vai trò của Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe người khuyết tật, người cao tuổi, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các đối tượng yếu thế khác, giới thiệu về các dịch vụ về công tác xã hội. Học tập hôm nay thì bản thân tôi thấy rằng trước hết là thấy được cái vai trò của nhân viên làm công tác xã hội. Thứ hai nữa là tuyên truyền vận động cho người dân hiểu được thế nào là pháp luật về công tác xã hội, đặc biệt là vấn đề bạo lực gia đình, rồi tệ nạn xã hội và những người yếu thế như là chị em phụ nữ hoặc là trẻ em bị bạo hành gia đình. Chúng tôi hướng đến là truyền thông mang tính hai chiều. Và chúng tôi mong muốn rằng là những cái thông tin chúng tôi gửi đến người dân và được người dân phản hồi ngay tại hội nghị và tất cả những cái giải đáp thắc mắc đấy được giải quyết một cách thỏa đáng. Như thế thì sẽ tạo lòng tin cho người dân. Để nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác xã hội, thời gian qua, Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với những nội dung thiết thực, phù hợp với đối tượng tham gia. Các thông tin truyền tải đáp ứng tình hình thực tế về các vấn đề xã hội đang nảy sinh. Giúp cho chúng tôi có thêm rất là nhiều những cái kiến thức để hiểu rõ về cái công tác xã hội ở cơ sở là và vai trò trách nhiệm của mình, và để chúng tôi sẽ phân biệt là có những cái kỹ năng ghi chép và hiểu về cái công tác xã hội và để cho chúng tôi sẽ phát huy và làm tốt hơn nữa cái công tác xã hội ở địa phương. Cùng với đó, Trung tâm đã tiếp nhận và xử lý thông tin, tư vấn, kết nối, cung cấp dịch vụ công tác xã hội đến tận hộ gia đình. Năm 2023, chồng chị Phạm Thị Son ở thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô mất do ung thư, một mình nuôi 4 con còn nhỏ. Trong đó có con bị khuyết tật, kinh tế gia đình chỉ trông chờ vào vài sào ruộng nên rất khó khăn. Nắm bắt được hoàn cảnh, cán bộ làm công tác xã hội đã tư vấn, hỗ trợ giúp các con chị đã được hưởng chế độ chính sách theo đúng quy định của nhà nước. Một mình đấy, nuôi 4 người con đấy, nhưng may bố nó mất sớm đấy, thì thôi bên tư vấn xã hội này đã giúp đỡ mẹ con em này rất nhiều rồi. Thì hôm nay cũng như thế thì có gì thì em cứ điện cho các bác ở trên đấy. Trong hơn 6 năm qua, Phòng Công tác Xã hội đã tư vấn trợ giúp 1.172 trường hợp, trong đó có 258 trường hợp tại văn phòng và 364 trường hợp thông qua đường dây nóng.
550 trường hợp do cán bộ tư vấn xuống cộng đồng tìm hiểu, liên hệ và tư vấn trực tiếp tại gia đình đối tượng. 9 thông tin từ báo chí, 4 ca người dân gửi đơn thư tới. Thời gian tới, trung tâm tiếp tục thực hiện các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên làm công tác xã hội ở cơ sở. Từ nay đến cuối năm, thì chúng tôi sẽ liên tục rà soát, nắm bắt thông tin của các đối tượng yếu thế trên địa bàn 8 huyện, thành phố. Để từ đó có cái sự tham mưu về chuyên môn với sở, đồng thời là phối hợp, kết hợp với các tổ chức, đoàn thể, chính quyền, địa phương nhằm bảo vệ tốt hơn cho người yếu thế trong xã hội. Với những nỗ lực của những cán bộ làm công tác xã hội đã giúp người dân nâng cao nhận thức, năng lực phòng ngừa, trợ giúp các đối tượng xã hội trên địa bàn, tăng cường khả năng tự giải quyết vấn đề xã hội ở cộng đồng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại các địa phương.